chung là vừa ý chị được chưa? Giờ tôi nói vậy luôn cho nó nhanh gọn lẹ đi, chứ giờ tôi không biết nói gì nữa rồi đó. Thử đi chị, coi có vừa ý chưa? Ok. Tới 22.000 ngon vậy mà nhỏ nãy bàn tới bàn lui, kiếm tới kiếm lui, kiếm xuôi kiếm ngược, kiếm gì nó không biết kìa. Đây vậy đây mà không chịu kiếm hoài luôn. Thấy ngon quá trời hả? Đi muốn một mình mà sợ cô đơn nữa kìa. Đúng không anh trai? Đâu loanh quanh cái đời mỏi mệt. Đồ không là 330. Dạ. Có vỏ luôn là 301 hả? 301. 301. Thái á. Có vỏ mấy ký đi. Mấy ký anh? 3 ký đi. Giờ lấy cái trái nha, lấy ruột. Anh chắc là sẵn mềm luôn. Thế là anh lựa ngon mềm luôn. Thế là lấy 3 ký cơm không á đúng không? Dạ. Lấy ngon mềm. Chung cho thử anh ngon lấy anh đây luôn 3 cái cơm. Ủa sao cô lại quánh lại? Bác quên bỏ cái vỏ trong à. À quên bỏ vỏ trong trong kia hả? Lép 100%. Lép 100%. Dạ. Lép hơn ri ri. Thái thường thái lép hơn ri. Giờ đang là mùa Thái. Mọi người đang chưa ngủ. Mẹ đang nằm nhà con. À dễ hả? Trời ơi. Mẹ đang nằm nhà con. Ta đi về dẫn chồng đi ăn mà đi kêu quay lại. Tính ra 8 giờ về cũng ngon anh Lâm. 8 giờ về vừa nhậu. Không vừa đúng rồi. Quay ra. Bữa nào em làm ăn từng nha, nhậu trận từng như làm từng. Ờ. 8 giờ mình nhậu tới 11 giờ vừa rồi. Đẩy từng lễ rồi. Anh mà anh nhậu bữa là qua bữa sau đuối. Yếu. Sao yếu à? Ngon quá. Quá hấp dẫn không? Ừ. Mẹ nó nằm nhà có coi YouTube quá. Ở gần không anh? Ở quận 5. Quận 5 à? Dạ. Bác lớn tuổi chưa? Dạ. Đây là con trai đi mua sầu riêng cho mẹ nè. Mẹ xem clip. Thử đi anh. Ok không? Đẹp không? Nó đủ. Tính lại vậy. Không đủ rồi. 2 ký. Đủ đủ. Không đủ thì mình làm thêm một mối bự nữa. Là của em mất rồi. Cứ từ từ đi anh. Mình canh lên rồi mình
3,2 kg anh. 1.062.000, 1.060.000, ok chưa? Bỏ vô hộp đấy. Một bịch bự, hai bịch, một bịch nhỏ ha. Hết chục đúng không? Dạ đúng anh. Để cho hai rồi sao nhẹ nhàng với vậy, giống mộng kha vậy, năng niu vậy, vua lại phải năng niu chứ anh. Giỏ mộng nghe chưa, bán sầu riêng nhưng mà kinh nghiệm quay sầu riêng anh vô tất thử không cho thử nữa nè. 307 307 của khách chứa là thử gì thấy nó ngon rồi sao anh đó mình thử tốt là tôn trọng chứ là phải là mình thấy đó anh chứ không mới cầm cái này ngon rồi chị nào nghi ngờ đó thử ngon thử rồi chứ anh này là mình hết rồi nếu mà năm rồi. Đây là mình đang phun giữa mộng khang các bạn. Ủa em chưa chào cô chú anh chị luôn á. Ờ chế sầu riêng mà vô thử. Em chào cô chú anh chị trong nước và ngoài nước ạ. Ừ ăn gì chưa Dũng? Dạ ăn sầu riêng ạ. Ăn sầu riêng hả? Dạ, dạ. Sao không ăn món khác mà cứ ăn sầu riêng hoài vậy? Mình bán gì mình dùng đấy anh. Hả? Sao không ăn hủ tiếu gõ rồi đó, bắp rồi đó. Có điều kiện nha, một muối sầu riêng này bằng tô hủ tiếu. Đủ, đủ. Đủ rồi hả, muốn này dài quá hả? Năm học hả? 300 như quý vị. Cái này chắc hơn, ví dụ không đủ rồi. Rồi, để em làm đó, làm đây chứ anh hấp phép à. Cái một trái mà thôi là khoảng 3 phút rồi nha. Mở gà, lấy phía cho anh thấy nha. Chính nó đó. Hên quá, nay cô có 2 tái à. Chứ mà thường ngày gặp mấy cô đấy đẹp, bạn cô tới 4 tái chưa được. Để em tính nổi. Ở đây nãy rồi cũng thấy mặt rồi chứ có gì đâu mà đẹp quá trời đẹp luôn, có gì đâu dám. Ok không? Hên quá. Hên quá. Mấy khi là phải 4 trái mà bữa nay có 2 trái hả? Gặp cô gái đẹp là cô đo làm 4 trái chưa được. Ngộ vậy chứ. Chưa nằm ngủ thì gối gối cái nói chào hả ít chưa ạ, 150